Cũng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm và chúc mừng Hội cựu giáo chức thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương những cống hiến của các thế hệ nhà giáo đã nghỉ hưu, mong muốn mỗi cựu giáo chức luôn là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm gia đình nhà giáo Nguyễn Đình An, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhà giáo Nguyễn Đình An, bày tỏ sự tri ân vì những cống hiến của ông đối với sự nghiệp trồng người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc gia đình ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.